Chào các bạn đã đến với bài số 70 trong khóa học làm dự án thực tế với Angular JS Web API. Bài số 70 này chúng ta sẽ học về cách export dữ liệu ra Excel và PDF. Với bài học này thì ứng dụng của nó là các bạn có thể dùng nó để export ra mẫu hóa đơn, export ra dữ liệu thống kê. Thì bài này mình sẽ làm một ví dụ đơn giản để export hai thứ này. Tuy nhiên trong dự án thực tế thì các bạn sẽ cần phải tùy biến rất là nhiều, bởi vì là có nhiều cái mẫu khác nhau và chúng ta phải vẽ ra, chứ không thể nào mà có một cái form cố định được. Chúng ta hiểu được cách chúng ta làm, và với Excel thì các bạn sẽ sử dụng cái thư viện IP Plus. Đầu tiên các bạn tạo nút export. Ở đây mình sẽ làm một cái ví dụ. Mình sẽ export ra danh sách của một danh sách user, thì hoặc là danh sách của sản phẩm. Thì như vậy thì có nghĩa là cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ là một danh sách. Và nếu các bạn muốn sau này muốn import ra một cái hóa đơn thì nó cũng tương tự như vậy. Có điều các bạn sẽ phải vẽ nhiều hơn thôi. Ở đây mình sẽ input hẳn ra. Ví dụ ở thằng sản phẩm này, chúng ta có một nút export all toàn bộ sản phẩm ra. Thay vì nếu trong một dự án thực tế thì bạn làm thêm phần quản lý order vào thì nó cũng tương tự như vậy. Và trong khóa học này mình muốn hướng cho các bạn biết hiểu được cách làm, còn cái hoàn thiện và phát triển thì đương nhiên các bạn sẽ phải tự làm, bởi vì không có ai có thể đưa cho các bạn được tất cả các giải pháp, mà các bạn phải hiểu được cốt lõi để các bạn có thể tùy biến. Ở đây mình sẽ tạo một nút export. Export ở trong blacklist. Nút này ví dụ mình sẽ để là default. Nút của nó là export Excel ID, không cần, sẽ là export all xuất ra Excel. Ok, và cái hàm này mình sẽ viết ở trong blacklist. Sau đó gắn vào scope. Ok, hàm này của chúng ta export ra danh sách, cho nên là mình cũng có một cái config param ở đây. Lấy cái keyword hiện tại, các bạn tìm ra bao nhiêu sản phẩm thì bấy nhiêu nó sẽ export ra bấy nhiêu, tức là trên bản cái grid của bạn có bao nhiêu bản ghi, tính tổng cả tất cả các số trang thì nó sẽ export ra tất. Và export ra thành công thì nó sẽ respond ra cái file luôn, cái đường dẫn của file luôn, nó sẽ tự download về. Đó là phần frontend. Phần backend thì chúng ta có một cái hàm, ta cho xuống dưới cùng này đi. Chúng ta sẽ đặt ở trong common, ta sẽ thêm một cái helper có tên là report helper. Viết ra helper cho nó nhanh. Đó, thằng này chúng ta sẽ cài cái thằng EP Plus vào. Bởi vì thằng này chúng ta dùng chung cho nên chúng ta phải cài đặt vào. Tất nhiên là Packet thì vẫn có một thôi. Và chúng ta cài hai project thì không sao cả. Còn nếu các bạn muốn, các bạn có thể tách cái phần Import Excel EP Plus vào đây. Nhưng mà phần web bạn vẫn phải cài. Public static. Ok, các bạn sẽ có một cái phương thức là generate Excel với cái thuộc tính là truyền vào danh sách, một danh sách generic. Các bạn ở đây có thể dùng ra nhiều thứ, và truyền file path một cái output đường dẫn file ra đấy. Mỗi khi tạo mới một packet, chúng ta truyền một file info
chính là file path. Sau đó chúng ta sẽ add một cái worksheet, tên của nó chính là tên của cái đối tượng mà chúng ta truyền vào. Sau đó bắt đầu chúng ta vẽ từ cái cell A1, chúng ta load from collection. Đây là phương thức để chúng ta tải, chúng ta ghi load cái thằng collection đấy vào, bắt đầu từ A1, nó tự động fit vào tất cả các column, rồi xếp file lại. Cái này thì các bạn sẽ load thành sách. Còn trong trường hợp thực tế thì các bạn có lựa chọn là các bạn có một file new và một file template. Các bạn có thể truyền một cái file template Excel vào đây để các bạn export ra và các bạn vẽ cái này. Truyền theo template thì các bạn sẽ phải new một cái file info, một cái đường dẫn của cái file Excel template vào đây. Thì có file template rồi, bây giờ chúng ta sẽ không load ở đây nữa, load from question nữa, mà chúng ta sẽ vẽ tọa độ. Ví dụ thằng A1 chẳng hạn, chúng ta sẽ chấm value bằng một cái text gì đấy hoặc một cái image gì đấy. Thì chúng ta sẽ vẽ theo một cái template của chúng ta, bởi vì là ở đây các bạn làm, mình làm một cái ví dụ đơn giản nhất là lấy từ feed từ collection một cái bảng data table vào, là một cái list vào. Thì các bạn sẽ feed từ A1, chứ còn thực tế để vẽ ra một cái form báo cáo ấy là thì các bạn sẽ phải vẽ trực tiếp bằng từng cell một như thế này đó, thì các bạn sẽ hiểu được. Tiếp theo các bạn sẽ dùng vẽ làm một phương thức để export nhận cái yêu cầu. Chúng ta tạo một phương thức có truyền một filter, và phương thức trong service này chúng ta sẽ list ra product với cái filter này. Chúng ta sẽ tạo vào trong phần service. Chúng ta sẽ nhân từ cái keyword này ra. Chúng ta sẽ triển khai nó. Shut. Contain keyword. Chúng ta return ra query. Ok. Sau đó chúng ta chỉ cần data.toDelete. Sau đó chúng ta trả về cái full path của cái file. Thằng kia nó sẽ bắt và nó redirect. Chúng ta chạy thử. Đó, rút dây xeo lỗi 404 product. Post ở đây chúng ta sẽ dùng cái API get product. Đường dẫn của chúng ta là product export xls. Control 5. API filter lên bằng null, và type box ở đây chúng ta sẽ là filter, tên của tham số sẽ là tên của giá trị chuyển lên, chứ không là nó không hiểu.
lỗi 500. Các bạn sẽ xem ở trong phần response này, object not driven, chúng ta sẽ debug. Đi qua không tìm thấy, bởi vì nội dung của bug sẽ là không tìm thấy. Chúng ta sẽ chỗ này không có cái key này ở trong web config, chúng ta sẽ phải thêm nó ở trong phần app setting. Tên của folder, tên của folder sẽ là, chúng ta sẽ phải tạo một thư mục có tên là report. Đó, nó chạy. Full path này xuất ra cái file như tên như thế này. Ở đây chúng ta lấy ra một cái tên file và tên của nó, một phần là ngày tháng giờ phút giây, cũng lấy ra full path và tạo mới nếu không tồn tại, sau đó kết hợp thành full path và lấy ra được dữ liệu gồm có chúng ta import, sẽ xem kết quả không có gì, bởi vì là chúng ta xem cái dữ liệu trả về có đúng không. Chúng ta to list nó luôn đây, thì thằng này sẽ không phải to list nữa. Đặt ở đây không có bản ghi nào, chúng ta phải tìm lại cái chỗ này, đi vào trong trạng thái. Ở đây chúng ta đang lấy trạng thái là full, bởi vì lúc nãy chúng ta import vào có giá trị không có giá trị là true, bỏ tạm thời bỏ status đi. Không cần lấy bước nữa, ra luôn. Không có, vẫn không có. Vẫn không có thằng nào. Keyword null. Ok, chúng ta chỗ này chúng ta phải kiểm tra nếu thằng keyword mà khác null thì chúng ta mới query enumerable product query. Còn nếu không thì ngược lại thì chúng ta sẽ product on. Chỗ này thì
chúng ta lấy ra xong rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra xem thông tin của nó, chưa chắc là chúng ta đã phải lấy hết. Nếu mà lấy không hết thì chúng ta sẽ phải select ra một cái view model mới, sau đó export ra thì chúng ta format được số rồi format được ngày tháng hơn. Đó, export ra fit theo từng cho tất cả các trường, nhưng mà có thể chúng ta sẽ không cần nhiều trường như vậy. Thì cái chỗ này chúng ta chuyển vào một cái view model, một cái list khác chứ không phải là list này nữa, nó chỉ select cho một số thứ thôi. Đó chính là phần in export ra Excel. Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần export ra PDF. Excel cho PDF thì lần này chúng ta cũng sẽ làm một cái, các bạn nhớ là Excel các bạn có thể export ra sử dụng template nhé. Mình sẽ làm một cái chi tiết product detail.html. Chỗ này là chúng ta sẽ add một độ sản phẩm product name chẳng hạn. Bên dưới sẽ là thông tin TD Price giá. Một cái nữa chúng ta sẽ thêm một số thông tin, mình sẽ làm đơn giản thôi. Tức là các bạn có thể chuyển đổi một tập, một chuỗi HTML sang PDF, và các bạn có thể đưa cái CSS vào trong này cũng được. Cái này sẽ là description, cái này sẽ là guarantee bảo hành, ví dụ thế, ba thông tin thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ cài ở trong này, trong common thì chúng ta cài một cái có tên là HTML render PDF sap. Không thể JSON được, JSON ạ. Không thể JSON được cái thằng HTML render core. Thằng này về là trước. Apply package. Chúng ta sẽ thử xếp cái collision lại, close collision. Chúng ta tắt video bật lại xem, bởi vì lúc sáng mình vẫn làm được. Đó. Ok, nó sẽ tự cài một đống thứ vào PDF sát nữa, chính là phải cài thêm ba thứ. Sau đó nội template chúng ta có rồi, và chúng ta sẽ tạo ra một cái method mới, chúng ta sẽ gen ra PDF dựa trên cái hàm generate PDF từ chuỗi HTML và truyền vào một
cái đường dẫn của file output ra. Chúng ta sẽ lưu một cái file stream với path output và mode là create, tức là tạo mới file. Sau đó ta generate ra kiểu cỡ A4 và xếp lại. Thế thôi, đơn giản vậy. Sau đó ở thằng project này chúng ta sẽ gen ra một cái PDF. Ở đây chúng ta có một hàm truyền vào project ID và chúng ta cũng tạo ra một file. Sau đó chúng ta read all text từ cái file, từ cái template của chúng ta có chỗ là đường dẫn là access. Admin template product detail. Đó, đây là đường dẫn của template và nó đọc hết tất cả ra. Sau đó nó tạo ra một cái từ điển key value. Key chính là cái mà chúng ta định nghĩa để chúng ta thay thế ở đây. Còn value là cái mà chúng ta truyền vào. Chúng ta truyền vào sau, chúng ta cần phải có một cái method để path. Ở đây chúng ta trong string helper chúng ta thêm một phương thức extension method cho thằng string nữa. Chúng ta sẽ thêm một phương thức path. Đây là extension method chúng ta truyền vào đối tượng chính cái template đấy và cái dictionary. Chúng ta sẽ replace các cái key bằng cái value truyền vào. Và đây, cái thằng path này nó đã có một extension method. Để sử dụng được extension method thì chúng ta phải đặt cái report helper using nó. Report helper và string nằm ở trong string helper. Thằng này không phải là, thằng này không phải là static cho nên là nó không ăn. Extension method phải nằm trong static. Ok, sau khi chuyển replace xong nó sẽ ra cái này và chúng ta sẽ export nó ra, nó chạy thử phần frontend. Chúng ta sẽ thêm một nút nữa ở trong phần product list này. Chúng ta có một nút sửa rồi, có nút primary rồi, nút default. Chúng ta sẽ ng click đây. Export PDF, thằng item truyền vào ID, truyền vào Excel. Ok, sau đó chúng ta viết cái sự kiện này ở trong product list. Chúng ta sẽ export ra thằng PDF truyền vào ID, truyền lên cái method là export PDF với config. Là product ID. Chỗ này truyền vào ID thôi thì nó sẽ không bị nhầm. Cái này thì các bạn có thể cho này truyền với order ID thì các bạn export order cũng được. Ok, sau khi lấy xong thì các bạn sẽ lấy xong product ID này, chúng ta sẽ chạy thử cái này. À khoan, chúng ta sẽ phải có một cái bước là gắn cái này vào scope.
Đây, sự kiện cái nút của chúng ta hơi bị dài, hơi bị to, cho 15% đây. Sản phẩm của chúng ta sẽ 50% rồi. Ok, export, lấy được ID lên. Sau đó chúng ta sẽ đi qua tạo, lấy ra hết nội dung của template, replace với các nội dung. Sau replace xong thì chúng ta có đủ thông tin từ lấy từ DB, và chúng ta request 400. Chúng ta sẽ chạy từ đây. Template full path. Xem có lỗi gì. Không thể load được cái đấy. Bởi vì trong cái web này chúng ta cũng phải cài đặt cái plugin đó. Nếu không là nó không load được. Thằng web là thằng chính cho nên thằng bắt buộc phải cài. Thằng kia cài chỉ là develop thôi. Còn thằng web này nó cài để nó chạy. Cái các bạn học quan trọng là cái các bạn học về cái kỹ năng debug ở trong .NET và Angular thì các bạn sẽ làm sẽ tốt hơn. Xong rồi. Cái tổng quan là các bạn hiểu được cách nó vẽ ra được PDF và vẽ ra được Excel thì các bạn sẽ export ra mọi template mong muốn. Đó, các bạn nhìn export ra PDF xong. Cái này thì các bạn có thể trang trí bằng CSS được. Và các bạn cũng thêm được các mẫu các bạn trong PDF này, các bạn design thoải mái HTML mà. Đó chính là nội dung của bài học hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình sẽ đẩy tạo một nhánh mới. Cái này là lesson 70. 70 rẽ từ nhánh 69 lên. Mình sẽ commit nó lên. Cái này mình sẽ ignore nó đi. Ok. Và cuối cùng mình sẽ mặt nó lại vào nhánh master. Chúng ta sẽ merge from 70 vào master. Sau đó chúng ta sẽ đẩy lên trên nhánh master để các bạn dễ dàng nhìn thấy. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có thể lấy số code ở trên nhánh 70 của GitHub nhé. Cảm ơn các bạn.